Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24 trên 7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. đài hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Hùng ca Việt Nam Cộng Hòa. CD gồm 7 ca khúc hùng ca của Việt Nam Cộng Hòa và 7 karaoke track. Quý vị có thể vào trang nhà SBTN Home Shopping Lockholm để đặt mua hoặc liên lạc 888 500 2018. Giá CD chỉ có 10 đô la. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi xoáy tin với đội dũng và Mai Phi Long. thứ quý vị, hiện tại ở Hoa Kỳ, cái tình trạng mà COVID-19 nó đang gia tăng trở lại, gia tăng trở lại bởi vì cái biến thể Delta đang bùng phát hoành hành và người ta nhận thấy rằng là tất cả, hầu như những người bị nhiễm bệnh là đều nhiễm bệnh bởi cái biến thể Delta này, trên 93% và đặc biệt hơn nữa, người ta nhìn thấy trong số những người bị nhiễm bệnh đại đa số là những người chưa chích ngừa và trong cái số tử vong tương tự cũng là đại đa số những người chưa chích ngừa. Thì vấn đề đang đặt ra ở tại nước Mỹ ngoài cái vấn đề chính trị tàn dư của cựu tổng thống Donald Trump còn một số người mang một cái quan điểm nào đó về tôn giáo có về cái sự lo ngại không có sự à, an toàn về cái chuyện Uh, cái thuốc chích ngừa cho nên họ quyết định rằng họ không đến chích ngừa nhưng mà cái bệnh dịch nó đang bùng phát giữa những ở nằm bên trong những người là chưa chích ngừa đang đe dọa đời sống của cả một quốc gia thế thì vấn đề mà chúng tôi đặt ra ở trong cái chương trình xoáy tin ngày hôm nay là có nên áp dụng một cái biện pháp chích ngừa bắt buộc hay không và chúng ta xem xem những nơi mà làm cái chuyện này nó có kết quả như thế nào. Thuận lợi hay bất lợi, đó là chủ đề của chương trình Xoáy Tin ngày hôm nay. Xin chào anh Bộ Dũng. Chào anh Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Sáng nay trong chương trình SBTN Morning tôi có nói một số chuyên gia y tế nói rằng tình trạng ở một số tiểu bang của Mỹ bây giờ mà khuyến khích kêu gọi thậm chí là dụng người ta trích luôn đó thích vaccine á bây giờ có thể là đã quá trễ rồi quá trễ rồi đó là một số chuyên gia họ lo lắng như vậy và chúng ta cũng biết là ngày hôm kia ở tại Ohio trong cái thao hòa mê đình chính ông tổng thống hoa kỳ lần đầu tiên nói đến dùng những ngôn ngữ ngôn ngữ không mạnh mẽ nhưng mà hình ảnh rất là mạnh mẽ tức là gì nếu quý vị không trích vaccine quý vị sẽ bị bệnh bị bệnh thì sẽ vô nhà thương vô nhà thương thì vô sẽ vô ICU và quý vị sẽ chết lần đầu tiên đề cập những cái bước mà nếu chúng ta không chích vaccine nhưng mà có vẻ như cái chuyện nó không ăn thua và ngay cả những cái vị mà dân cử liên bang cũng như tiểu bang của đảng cộng hòa trong thời gian qua mặc dù họ rất là uh, yên ắng trong cái chuyện mà khuyến khích người ta chích vaccine thậm chí họ còn phản đối nữa thì bây giờ họ cũng lên tiếng là nên chích vaccine họ dùng lời lẽ rất là mạnh mẽ nhưng mà không có đủ mạnh Đặc biệt trong hành động Người Mỹ đã có câu là Action speak louder than words Tức là hành động nó có ý nghĩa hơn là lời nói Và hiện nay tình trạng này xảy ra là gì? Các vị dân cử đảng Cộng Hòa bắt đầu họ nhận ra cái điều là Nếu không chích vaccine là sẽ nguy hiểm Không những nguy hiểm cho người dân mà có thể nguy hiểm cho tính mạng chính trị của đảng luôn Thành ra họ kêu gọi rất nhiều nhưng mà họ lại hành động không bao nhiêu Ví dụ như anh ông Stikalis là dân biểu của Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Louisiana, ông này là nhân vật số 2 của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện. Cách đây 4 ngày, ông khoe là lần đầu tiên ông trích mũi Pfizer bởi vì trước đây ông chống lại chuyện trích thuốc. Ông khuyến khích, ông nói này, quý vị nên trích vaccine COVID-19, nhưng bắt buộc thì không nên. Bởi vì nước Mỹ nó có cái giá trị tự do của người ta. Đó. Thành ra khi Mạnh Long nói rằng bây giờ một số người bảo rằng là có cần bắt buộc hay không thì cái đó nó đi ngược lại cái truyền thống của người Mỹ tức là chúng tôi không bị bắt buộc nhưng mà nó khổ một cái đấy những cái chuyện này đó khi mà bắt buộc thì lại hiệu quả bởi vì nó mang tính cách gọi là gì sức khỏe cộng đồng hay nói thẳng luôn là mạng sống của cộng đồng và cái điều chắc quý vị cũng nghe trong những ngày qua người ta lập luận rất là đơn giản không cần trình cao đứa con nít cũng biết nữa tại sao lái xe lại phải đeo seat belt Tại sao đến đèn đỏ lại phải ngừng Đấy không Tại sao lại phải ngừng Mà anh không ngừng tôi phạt anh Tại sao lái xe không đủ rượu Mà anh uống rượu tôi còng anh Thế thì bây giờ không chích thuốc Thì tại sao không còng Thấy không Hay là người ta tự lừa dối lẫn nhau Bởi vì thế này Đơn giản lắm quý vị Đèn đỏ không dừng có thể cán chết người khác Uống rượu lái xe có thể cán chết người khác Không trích ngừa Covid-19 Bây giờ mình tới luôn đúng không Có thể lây qua người khác Bệnh lây người khác làm người khác chết luôn Và đi xa hơn nữa như tôi đã từng nói Phải vô nhà thương nằm Phải vô ICU Phải ra cái địa Tốn cái giường nằm Tốn cái bình oxy Và tốn miếng đất nữa của người khác Cái đó cũng là giết người luôn bởi vì bây giờ có những người họ đang cần cái bình oxy đó họ không có, có đúng không? À, lập luận như vậy thì chúng ta thấy rồi nhưng mà tại sao cái chuyện này không làm được ở Mỹ anh? ngoài cái chuyện tự do này kia thứ, ừ, ở Mỹ là thưa thưa, thưa thưa quý vị thứ nhất là cái yếu tố chính trị trong thời gian vừa qua khi mà cái quan điểm của cựu tổng thống Donald Trump đưa ra là cái tình trạng sáu là là là, là xáo trộn về cái các biện pháp chống dịch ở tại nước Mỹ, cái đó là một cái ảnh hưởng lớn. Cái thứ hai là những cái vấn đề riêng tư như chúng tôi có đề cập phần trước, người thì lý do tôn giáo, người thì lý do sức về cái sự quan tâm riêng của họ về cái vấn đề chích ngừa nói chung, tất cả nó trộn lại với nhau và mọi người đều núp đứng, đứng đằng sau ở một cái chỗ đằng sau một cái biểu ngữ là quyền tự do cá nhân, quyền à, tự do ngôn luận, tự do cá nhân, đấu thứ quyền đứng đằng sau. Nhưng bây giờ mọi người đứng trước một cái tình cảnh là sống và chết giữa dịch thì nên giải quyết chuyện này như thế nào? Trước khi đi xa hơn chuyện này thì chúng tôi chỉ nhắc đến quý vị có một cái một cái cái cái, cái gút mắt nữa trong vấn đề này đó là cái chuyện FDA chưa có chuẩn thuận à, hoàn toàn cho thuốc chích ngừa mới nằm trong tình trạng chuẩn thuận khẩn cấp mà thôi, cho nên người ta có sự lựa chọn. Tôi tạm gác chuyện đó qua một bên về mặt uh, chuyên môn về luật pháp. Nhưng mà tôi nói về cái tâm lý của con người thì người ta mới nhận thấy như thế này quý vị, các cuộc thăm dò những các lý do mà đã đưa ra là cá nhân quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo gì đó. Người ta nhùng dùng rằng trong cái chuyện là tôi đi chích ngừa hay không, nhưng mà người ta nhận thấy nếu mà có một cái sự gọi là bắt buộc chích ngừa thì dần 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 mọi người đều đi chích ngừa mà không có những cái sự phản đối. Thí dụ, người ta thấy trong ở cái nhà thương, hệ thống nhà thương Houston Methodist thì trong cái số mà những nhân viên mà người ta thấy là khi mà kêu gọi chích ngừa trong cái giới này thì có khoảng chừng 85% nhân viên ở trong cái hệ thống này họ đi họ chịu đi chích ngừa thì khoảng cái phần còn lại họ không chịu đi chích ngừa vì nhiều lý do. Nhưng mà sau đó thì người ta lại nhận thấy rằng là sau khi cái hãng này nếu mà quý vị không làm, không chịu đi chích ngừa thì không đừng đi vào nhà thương làm việc. Thì người ta thấy rằng là sau nhiều tháng thì số người đi chích ngừa trong cái hệ thống nhà thương này là 98%. Và cái số người chỉ có 0.6% những người là quyết định hoàn toàn tôi không đi chích ngừa họ tự nghĩ việc hoặc là họ bị gọi là sa thải chỉ có 0.6% nhưng mà toàn bộ họ đều đi chích ngừa và khi sau khi chích ngừa rồi thì mọi chuyện nó đã xong và mọi người chẳng thấy cuộc đời mình có cuộc đời mình khá hơn chứ không đâm vào chỗ chết thì bây giờ người ta thấy khi mà đưa cái sự bắt buộc như thế thì mọi người đều đi chích ngừa <laughs> thí dụ như trong uh, tổ chức uh, trong một cái thống kê của kaiser uh, kaiser là một cái một cái <laughs> uh, tập đoàn mà bảo hiểm về y tế rất lớn ở tại nước mỹ cũng như là cái cái tập đoàn mà nhà thương thì họ đưa tìm ra họ thấy một cái thống kê như thế này xin mời thật cho xem mạng laptop của thôi. và hồi tháng riêng vừa qua <laughs> cái số người mà wait and see là 54%. Là ngồi đứng ngồi đó chờ đợi từ xa để coi mọi người làm gì tới đâu. Rồi những người mà chỉ đi chích ngừa là 24, chỉ đi chích ngừa nếu bắt buộc mà thôi là 24%. Nhưng mà sau 6 tháng thì người ta nhận thấy cái số những người mà hờ hững cái chuyện đi chích ngừa lúc đầu á bây giờ chỉ còn có 16% thôi anh Rồi những người mà bắt buộc tôi phải đi chích ngừa thì tôi mới chích thì bây giờ số người đó chỉ còn có 5%. Kỳ hồi trước họ là 24% thì bây giờ họ đều đi chích ngừa. Cho nên người ta nhận thấy một chuyện rằng trong cái vấn đề chích ngừa này có thể là khi mà có một cái sự bắt buộc, lúc đầu người ta sẽ chống đối nhưng cái lợi ích của việc chích ngừa càng rút nó càng hiện ra rõ ràng hơn và trên thực tế cho thấy số người chống chích ngừa càng lúc càng giảm đi, thì đó là một cái chuyện mà người ta nhận thấy qua các biểu đồ thống kê về cái chuyện mà một số các uh, cơ quan y tế uh, không phải là thuộc về uh, quốc gia của chính quyền của quốc gia mà tư nhân thì họ làm khi áp dụng những cái biện pháp bắt buộc như thế này thì lại nó không có hiệu quả. câu chuyện kế tiếp nó như thế nào, xin quý vị tiếp tục giữ băng tầng spdn chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.